Năm 1999, huyện Mỹ Hào được tái lập và sau 25 năm, từ một huyện thuần nông Mỹ Hào đã phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hưng Yên và trở thành thị xã năm 2019. Thị xã Mỹ Hào phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp, dịch vụ và nhà ở theo hướng thông minh. Năm 2023, thị xã Mỹ Hào đã công bố quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. Trong đó, thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại 3 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại 2 và là đô thị thương mại dịch vụ công nghiệp. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã khẳng định đô thị Mỹ Hào là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, là đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại và nhà ở theo hướng thông minh. Chúng tôi cũng rất biết ơn nhân dân Mỹ Hào đã dành những diện tích đất quý giá cho khu công nghiệp vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Cho tới nay, sau hai lần mở rộng, phần lớn mặt bằng khu công nghiệp Thăng Long 2 nằm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào mà chúng tôi nhận thấy vị trí thuận lợi lý tưởng là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của khu công nghiệp, đặc biệt khi hạ tầng xung quanh được đầu tư phát triển trong thời gian gần đây. Tận dụng tốt địa lợi tam giác phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, nhiều tuyến đường ngang dọc thị xã đã và đang được mở rộng hoàn thiện. Phương án quy hoạch đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, khi tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thị xã Mỹ Hào nằm trong lõi chuỗi đô thị liên vùng cũng đang dần hiện hữu giấc mơ thịnh vượng. Để thực hiện được mục tiêu đó thì trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh, nghị quyết của thị ủy, hội đồng nhân dân, thị xã, tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định và bền vững, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và tiến tới là không còn hộ nghèo trên địa bàn thị xã, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Những thành tựu đạt được trong 25 năm rất đáng tự hào, là nền tảng, là bước tạo đà, tạo thế và lực để Đảng bộ và nhân dân Mỹ Hào thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, luôn giữ vai trò là đầu tàu, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên cũng như khu vực lân cận, xứng đáng vị trí địa chính trị, địa kinh tế và vùng đất địa linh nhân kiệt. Phim tài liệu Mỹ Hào hành trình vươn tới thành phố công nghiệp dịch vụ nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Mỹ Hào, nay là thị xã Mỹ Hào, do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sản xuất sẽ được phát sóng vào tối nay lúc 20 giờ 10 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.